Sau khi thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy, nước lũ trên sông Hồng dâng cao gây ngập một số diện tích hoa màu ven sông và có khả năng ảnh hưởng tới các diện tích nuôi cá lồng trên sông Hồng của tỉnh Hưng Yên. Nhờ chủ động có các biện pháp phòng chống nên đến nay trên 50 lồng cá của hợp tác xã thủy sản sạch Hưng Hải trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn được đảm bảo an toàn. Hợp tác xã thủy sản sạch Hưng Hải có 56 lồng cá, chủ yếu nuôi các loại cá lăng, cá giòn và cá ngạnh. Ngay từ đầu mùa mưa bão, hợp tác xã đã chủ động củng cố hệ thống phao, điện, đảm bảo an toàn cho các lồng cá. Cùng với đó đầu tư dây thừng, mỏ neo để gia cố lồng, các thành ngăn giữa các lồng nuôi và phân công thành viên túc trực ngày đêm tại bè cá. Hợp tác xã cũng chủ động thu hoạch những loại cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để tránh thất thoát. Nhờ có hệ thống lồng bè thiết kế chắc chắn, chịu được dòng nước chảy xiết mùa mưa bão và có hệ thống chắn rác, nên dù những ngày qua mực nước sông Hồng dâng cao, nhưng các lồng cá của hợp tác xã vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay cá vẫn mạnh khỏe, lớn nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí mỗi lồng một năm cho thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng.